Zombie có gọi cho anh không? Alo Zombie, đang ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Anh đang ở đâu? Lưu tin nhắn thoại thôi, gọi hoài nhưng không bắt máy. Anh nói bản thân sắp chết, lại không chịu tới bệnh viện. Anh đi đâu chứ? Lái xe trước đi. Lâu rồi Zombie không có về Hồng Kông. Anh nhớ nhất là cái gì vậy? Dĩ nhiên là tôi rồi. Xe buýt. Tới sửa xe buýt đi. Cổ tử à, có phải tôi vừa đụng vào cái gì đó không? Xuống xe xem thử đi. Zombie! 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 Ngừng thở, mạch ngưng đập rồi. Tôi đụng chết zombie rồi hả? Báo cảnh sát, báo cảnh sát. Mau lên, mau lên. Thầy ba kìa. Cổ tử, Hoài Lương, cứu tôi. Zombie à, anh khoan phát bệnh nha. Anh làm cho tôi quản luôn rồi nè. Mau lên, mau lên. Phòng giải phẫu, phòng giải phẫu. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Zombie. Một, hai. Nè, nhanh lên, nhanh lên. Nè, có phải anh chết rồi không? Tại sao tim ngừng đập mà vẫn còn nhúc nhích? Thôi, yên tĩnh chút đi. Không lẽ ảnh là thây ma? Không biết nữa. Ở chỗ chúng ta đâu có thịnh thây ma đâu. À không, trời không ơi. Có thể ảnh là cương thi. Dán lá bùa này vào cho chắc ăn. Thiên linh linh, địa linh linh, thiên linh linh. Hứng đã. Trời ơi, mở cửa nhanh lên đi. Tới rồi zombie. Không sao, không sao. Đã nói là dán bùa vào trước mà. Làm cái gì vậy, đừng có giỡn nữa mà. Sao ghê dữ vậy? Ở ngoài để tôi lo. Tôi sẽ gọi lại cho anh. Sư phụ, sao khuya vậy? Sao cậu cũng khuya dữ vậy? Tôi về lấy bài báo cáo. Tôi có bài luận văn cần chỉ giáo, uống ly cà phê đi. Lấy luôn bài báo cáo trước cái đỡ. Đang gấp lắm. Để tôi giúp anh lấy. Hôm nay cậu làm sao vậy hả? Nhìn cậu thấy lạ dữ vậy? Đâu có gì, không sao. Tiếng gì vậy? Sư phụ à. Hello. Đây là bạn của tôi, Qua Trình. Anh ấy làm ở nhà tang lễ. Nhưng lúc buổi tối ở đây không có ai cho nên tôi dẫn ảnh vào tham quan. Xin lỗi. Lần sau cậu muốn dẫn bạn bè tới đây, cứ hỏi thư ký lấy đơn tham quan là được rồi. Đâu cần phải lén lút như vậy. Xin lỗi sư phụ. Cậu này là Qua Luân hả? Dạ phải. Sau khi tham quan xong phòng giải phẫu của chúng tôi, cậu có suy nghĩ gì không? Sau buổi tối hôm nay, tôi nghĩ đối với triết học về cái chết có một chút lĩnh hội mới rồi đó. Cậu học triết học hay sao? Cũng coi là vậy, nhưng mà không được tốt nghiệp. Từ nhỏ tôi đã theo ba tôi làm thầy pháp cúng kiến, cho nên những chuyện sinh ly tử biệt này tôi đã quen rồi. Tôi đặc biệt thích câu nói của nhà triết học Ba Lan Lewandowski, nói là người do chết mà sống. Ông ấy nói... Tôi nghĩ điều mà cậu muốn nói đó chính là... Không phải đâu nha, ông ấy rất giỏi. Khi một con người ý thức được sự hiển nhiên của cái chết thì sẽ suy nghĩ lại ý nghĩa của sinh mệnh, tức là câu gì mà người quản chúng ta thường hay nói, không thấy quan tài không đổ lệ đó. Thì vũ trụ mênh mông còn rất nhiều thứ khoa học vẫn chưa giải thích được. Chờ đến lúc con người có thể điều khiển được tự nhiên, vượt qua sự sống cái chết cũng có khả năng. Lúc đó cái chết không còn là sự hiển nhiên nữa. Phải đó, anh nói rất có lý à. Cổ tử. Không, tôi có chuyện này muốn hỏi sư phụ. Nếu một người tim đang ngừng đập nhưng mà bộ não vẫn hoạt động, còn cắn người lung tung, có khả năng đó không? Dưới góc độ của khoa học hiện nay mà nói, không. Sao lại hỏi như vậy? Tôi nói đại thôi. Nhưng mà Lewandowski là cầu thủ,
Chết là để sống, do Martin Heidegger nói. Thì đá banh cũng có thể bàn luận triết học mà. Tôi là thầy Pháp cũng có thể bàn triết học, anh là Pháp Y cũng có thể bàn triết học, chị Lao Công cũng có thể bàn về triết học. Thật ra mấy cái triết học này rất là triết học. À phải rồi, hồi nãy cậu nói là có bài luận văn muốn hỏi tôi kìa mà. Xin lỗi nha. Alo. Ừ, được rồi, anh sẽ về liền. À xin lỗi nha, tôi có chuyện cần phải làm. Có gì bàn bài luận văn với cậu sau vậy? Zombie đâu? Tôi nhét ảnh vào tủ lạnh rồi. À. Zombie à? Ha ha.